Đâu hết. Trời ơi trời biết ngay mà Mai ơi Mai. Má dạy con hoài à, nghèo thì phải cho sạch gấp ta cho thơm. Sao con đi anh trọng hoài vậy Mai? Má con xin lỗi mà con lỗi lần này nữa. Lần này là lần thứ mấy rồi mà lỡ cái ngày mà ba mà không quýnh con nha là ba không phải là ba của con. Mai. Trời ơi. Sao anh cản tôi đó? Ngoài đường ngoài xá anh làm cái chuyện gì coi không được à, con nhỏ nó cầm cái mít không nổi. Đỡ cho con nhỏ. Người làm gì đánh nhỏ vậy? Sao không đánh? Đứa đi ăn trộm hoài nhắm anh chịu nổi không? Nó đi ăn trộm chứ có đi ăn cướp đâu. Mà anh á, anh dạy con vậy là không có đúng phương pháp. Con cái từ từ mình nói nó. Một lần không nghe thì hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần. Anh đánh nó như vậy nó mốt lì đòn. Là anh là người cha bất lực, anh không biết dạy con. Đó, anh phải dùng đòn roi đánh dạy nó. Đó, anh phải dùng cái mình phải dùng cái phương pháp khác mình dạy, mình nói nó nghe nó tốt hơn. Ai mà đi cầm con gái con đứa nó lớn rồi mà cầm cây giữa đường mà đánh nó như vậy, người ta ở ngoài người ta dị nghị hiểu không? Rồi trong nhà mình á, con cái mà đánh nó hoài nữa rồi mốt nó đâu có sợ anh đâu. Anh nghe không, anh hiểu không? Anh buông nó ra thôi. Anh không hiểu đâu. Cái gì nó ăn trộm lần này là rất nhiều lần rồi mà anh. Một lần hai lần nó đi ăn trộm cũng kệ không sao, thì có gì mình dạy nó. Nó đi ăn trộm có cái mít thôi mà có cái gì đâu mà làm dữ vậy. Anh biết cái mít này là của ai không? Thì cái mít của ai thì kệ thôi có sao đâu. Cái mít này là của anh đó. Cái mít của tôi hả? Ừ. Sao anh không quýnh nó đi? Không quýnh nó tôi quýnh à? Sao nãy anh nói là con gái không anh trông không gái đứa gì ăn trộm mà quýnh chứ. Anh quýnh nào? Sao nãy anh nói đạo lý thì quá. Đạo lý cái gì? Cái thứ này đạo lý cái ăn trộm của ta. Đánh cho nó chừa cái tật. Nhưng nỡ bỏ chặt ăn trộm thì thôi. Anh quýnh nào? Để tôi quýnh lên nha. Anh quýnh vậy hả? Quýnh mạnh lên nha. Anh không quýnh đưa đây tôi quýnh nha. Để tôi quýnh mạnh lên cho tôi. Mạnh nữa. Quýnh mạnh nữa đây.